Qua khoảng chừng mấy ngày sau lại một có một người đầu bếp nữa tới, vậy rồi em làm theo cầu anh nè, món này lại một bàn nữa, làm ăn xong nếm xong xong đấy anh cảm ơn em hết nhiêu tiền trả rồi, nó nói nhiêu rồi đưa tiền đi về à. Mà anh tám người tất cả, tới người thứ chín anh mới ngừng lại, ok người này sẽ là đầu bếp của anh. À, liệu những cái tháng đầu tiên khi anh mở ra thì anh đã có lời chưa? À, mấy tháng đầu thì không có lời. Khoảng 6 tháng đầu á, nó vừa đủ trang trải cho tiền trả mặt bằng, tiền nhân viên, tiền trả nguyên liệu này kia. Yeah. Không lỗ là may lắm rồi. Yeah. Rồi cái tới tháng thứ 7, thứ 8 bắt đầu cái nó vắng. Ví dụ 10 phần thì nó còn khoảng 5 phần à, mất đi 5 phần luôn. Anh suy nghĩ hoài, anh không biết tại sao. Có một ông thầy ở chùa đến để xem coi tại sao. Thầy mới nói là nếu mà thay đổi được thì tốt, còn không thay được được cũng không sao, quan trọng là cái tâm. Thầy nói vậy, cái cửa chính của anh á, vào á, là nó nằm ngay cái ống cống. Cái cửa mở ra là cái ống cống ngay trước cửa luôn. Thầy nói bây giờ nếu như Kim Tử Long xê dịch cái này qua thì có thể thay đổi được. Anh không tin là cái đó là nó như vậy. Thì khoảng đầu chừng 2-3 tuần sau á, anh mới nói với ông anh là bây giờ cái bàn buffet nó nhỏ quá, thôi bây giờ mình nới rộng ra một chút. Thì khi mà nới ra thì nó lại lấn qua cái cửa. Anh mới nói thôi lỡ rồi, giờ cái cửa đi luôn đi. Cái đó là cái duyên á, chứ không phải là anh cố tình anh giờ cái cửa đó để mà thay đổi phong thủy đâu. Thì vô tình giờ cái cửa đi qua bên này, nó tránh cái ẩn cống. Là bắt đầu từ khi mà anh giờ cái cửa đó qua một cái, khoảng chừng là 2 tuần sau thôi là khách anh nườm nượp vô. Và trong vòng khoảng đâu chừng 1 năm thôi là anh lấy lại vốn hết, vốn đầu tư, và sau đó là anh có lời luôn tới bây giờ. Có từng còn có một thời là em được biết là anh phải tạm đóng cửa nhà hàng của anh cũng khá là lâu anh nhỉ. Cũng khoảng 5 tháng. 5 tháng á, là khoảng 2 tháng mấy là lỗ. Lỗ có nghĩa là mỗi một tháng anh phụ bù lỗ khoảng 200 triệu cho một quán đó nha. Oh my god. Là anh bù lỗ. Rồi bắt đầu tới cái tháng thứ 3 là anh bù lỗ hết nổi rồi. Anh mới nói thôi bây giờ nếu mà mình làm á, càng làm thì nó sẽ càng lỗ hơn. Tháng thứ nhất 200 thì tháng thứ 3 sẽ 300, tháng thứ 4 sẽ lên hơn nữa. Mà hai cái như vậy thì em tính bao nhiêu tiền. Thì cho nên anh quyết định thôi bây giờ anh em mình tạm ngưng. Để anh có thể là anh sẽ điều đình với là chủ nhà trả 50% tiền nhà, còn đầu bếp anh vẫn trả lương cho bếp và anh dùng bếp để làm những món ăn vặt, anh bán hàng online. Nhưng mà giả sử như mà em được biết là vào cái thời điểm đó thì nghệ sĩ cũng không có đi diễn được, và cũng chẳng có show chậu, chẳng có nguồn thu nhập, thì anh làm thế nào để anh có thể nuôi được nhân viên của mình ngoài việc là bán hàng online như vậy? Em ơi, lúc đó là chỉ biết móc tiền túi ra thôi. Dạ hả? Dạ. Chứ đi hát thì không đi hát được rồi đó. Dạ. Lâu lâu có được một xô tiền cũng bị xù, thì nghĩa là những lúc đó là phải lấy tiền nhà ra bù thôi. Có bao giờ anh có ý định là thôi đóng luôn hay không? Anh là một người nếu nói lì thì không, thì nó hơi quá đáng. Dạ. Nhưng mà thật chất là anh lì thiệt. Anh lì nhưng mà anh không muốn cho ai biết anh lì. Anh có lỗ đi chăng nữa thì gia đình anh không người nào biết cả. Anh luôn luôn vui vẻ, vui cười. Mặc dù rằng anh móc tiền túi ra anh bù, nhưng mà anh vẫn vui. Anh nghĩ rằng nó chỉ là một cái giai đoạn thức thời thôi. Anh tin rằng nếu hết giai đoạn đó, nó sẽ trở lại như xưa, như cũ. Anh cứ nghĩ gì lạc quan lên. Rồi cái mặt bằng của quán cà phê Ismi này, theo em thấy thì nó nằm cũng khá là tiện ở hai góc đường. Cái những cái mặt bằng này là do anh đi tìm hay là fan của anh giới thiệu cho anh cái mặt bằng này hay là như thế nào? Chắc có lẽ là anh cũng có cái cơ duyên làm kinh doanh. Như cái chuyện cà phê này là ngoài cái sự dự tính của anh. Anh không tính là anh mở cà phê. Mặt bằng này là cũng cũ một người em giới thiệu. Mình thuê cái này để mình dời, tại gần mà Cao Thắng qua đây gần xịt ra, dời qua để làm cái quá đã ở đây. Thì đùng một cái ở Đồng Nai, cái chị chủ nhà tới ăn quán của anh. Và chị nói sao anh không thuê nhà em? Nhà em 500 m², em cho anh thuê, đẹp lắm, anh đến xem đi. Thì anh tới, anh nói trời ơi, cái chỗ này quá. Mà có chỗ gửi xe, quan trọng là cái chỗ gửi xe, xe hơi và xe gắn máy. Thì em nói chỗ này mở nhà hàng quá đã, mới đã nè, mới là đúng đã nè. Thuê luôn thì cái mặt bằng này lỡ rồi. Bây giờ khổ. Giờ làm sao giờ, không lẽ hai cái quá đã gần nhau sao?
qua bên kia làm quá đã, còn bên đây bắt đầu ngồi nằm suy nghĩ làm cái gì. Trời ơi, lại gan nữa. Gan nữa đó. Thật sự là em thấy anh gan lắm luôn. Gan anh. Nữa cái nằm bắt đầu nằm suy nghĩ hoài, mở gì, thôi mở cà phê đi. Bán cà phê. Rồi thế là tích tắc trong vòng 1 tháng rưỡi biến hình cái này thành cà phê luôn. Quá hay. Anh nhưng mà có bao giờ anh bị bà xã hay con cái của mình phản đối về việc mình ôm quá nhiều hay không? Nhiều khi anh nghĩ anh thương con anh hơn, thương vợ của anh hơn. Ví dụ như là bây giờ anh mở như thế này thì anh phải bỏ rất là nhiều thời gian cho công việc kinh doanh này. Anh thử cái việc mà anh về tới nhà đó là toàn là từ 11 giờ đêm. Anh có bao giờ nghĩ rằng là cái địa vị, cái danh tiếng và cái tuổi này là lúc mà anh phải hưởng, anh phải được enjoy, anh phải được tận hưởng cái cuộc sống này hơn là anh phải vất vả đến như vậy hay không? Cái câu hỏi này là em nói đúng luôn đó, cái nỗi niềm của anh đó. Có nhiều lúc mà anh mệt quá rồi coi như là mặt mày anh tối sầm luôn. Mở mắt là chỉ không nổi luôn đó. Là anh phải gọi người tới rồi mua thuốc cạo gió. Coi như là giống như là một con cá mà bị rút xương vậy. Thì lúc đó đó, anh mới nghĩ, ồ, chết rồi, không nên phí sức quá. Phải giữ làm sao để mình còn có thể làm được những việc tới nữa. Nhưng mà nói suy nghĩ là như vậy, nhưng mà khi mà đúng vào công việc thì anh lại không làm được. Anh mà đã quyết định anh làm một cái gì rồi đó thì anh phải làm chút bằng được. Bởi vì anh dạy con, anh nói là tụi con nên nhớ một cái điều là ông nội dạy ba là nhất nghệ tinh nhất thương binh. Mình đã không làm thì thôi, mình đã làm thì phải cho bằng được. Dù cái đó nó có thất bại, nhưng mà mình lấy cái thất bại để mình làm một cái bài học cho một cái công việc khác. Anh có một cái lời chia sẻ nào đến một cái ân nhân nào đó của anh trong cái chặng đường mà anh kinh doanh, hay là cái những lúc mà anh rơi vào cái tình trạng khó khăn mà cái người đó người ta đã giúp cho anh vượt qua, giúp cho anh có thêm niềm tin và động lực không? Đối với anh thì gia đình là tất cả. Có những lúc mà anh nản chí cũng có, nhưng mà gia đình anh là luôn động viên anh, mặc dù rằng gia đình anh luôn là nói rằng không thích anh phải phí sức phải làm như vậy. Và anh rất là cảm ơn tất cả nhân viên cũng như là gia đình anh đã ủng hộ anh như vậy. Cảm ơn anh rất là nhiều. Hôm nay thật sự khi nghe anh chia sẻ cái câu chuyện á, thì với cá nhân của em đã truyền cho em thêm một cái động lực, một cái sức mạnh. Đôi khi trong cuộc sống á, mình cảm thấy có những lúc mình thật sự quá mệt mỏi. Em nói thật với anh là em còn khủng khiếp hơn. Một sáng thức dậy thấy nhà hàng ở Phú Quốc cháy tan thành, không còn một cái gì hết. Và vẫn thức dậy, tắm rửa, đi làm và nở một nụ cười nói tôi sẽ làm lại. Và bắt đầu một cái mới hơn. Cảm ơn anh, em không biết gì hơn là sẽ chúc anh thật nhiều sức khỏe. Tại vì khi mà anh Long có nhiều sức khỏe thì anh có thể làm tất cả mọi thứ, không chỉ là nghệ thuật mà còn cả công việc kinh doanh nữa. Cảm ơn anh rất là nhiều. Thưa quý vị, Quán Lạ Thành Quen là câu chuyện về những người nghệ sĩ khởi nghiệp kinh doanh. Ở đó nó không chỉ là hào nhoáng của sự thành công, mà đôi khi nó có cả nước mắt, cả những câu chuyện của sự khó khăn đằng sau đó nữa. Và hôm nay với câu chuyện của nghệ sĩ Kim Tử Long, một phần nào quý vị cũng thấy được cái niềm đam mê mà anh dành cho cái nhà hàng cũng như là quán cà phê của mình. Hy vọng rằng những câu chuyện này nó sẽ truyền một sức mạnh cho những người nào đó đang khởi nghiệp. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Không, rồi vô. Vô. Hãy lấy em cuốn không? Đẹp không? Ủa vậy chén chấm với chén ở ngoài khác nữa hả? Ủa nhặn luôn đi. Vậy luôn gì hả? Anh mà sao cuốn của anh sao nó bé nhảy nó vậy? Nó hở, nó hở. Đốt qua đánh chán lắm là nhúng nước, đốt qua giai đoạn luôn. Nó còn giòn như quấn luôn. Nhà anh em thấy là không có gì luôn á. Ủa anh về bình thường anh ăn uống sao? Thì cháu nó ăn chai truyền kỵ. Anh thì lúc nào về là có ống miêu kìa đó, đồ hộp rồi với mì gói hoặc là hủ tiếu. Còn nhiều hơn mấy đứa em anh, mấy em đó tặng bò dừa viên. Rồi đi thể thao xong về là mua phở về bỏ viên vô ăn vậy đó, đơn giản. Không được, nó không có nhà. Có những người ta quan ta sống, người ta quan trọng là cái ăn để mà sống. Có những người là sống được ăn đó, cho nên còn anh là không, mà anh không có quan trọng đúng không? Không quan trọng là sống để mà ăn để mà sống rồi sống để ăn. Em dễ ạt hả? Nhiều lúc đi quay về tối mệt muộn, em đi gần gọi điện cho Liêm đó, còn cơm không em? Còn cơm là em ăn được. Còn cơm về em xịt miếng nước tương xong là
ăn ăn miếng xong đi ngủ. Để yên tâm nha. Nay mai anh Dương Lan qua gõ cửa thăm nhà em. Ổn cường. Hả? Nhưng mà anh ăn một mình như vậy á, nếu không có Nhật Thịnh với không có chị Phụng á, ăn có buồn không? Buồn chứ. Những món ăn của mình thì của hai bà đó hầu như mình biết hết, hai bà đó thích vị gì. Dạ. Giống như vừa rồi Nhật Thịnh mà về Việt Nam chủ yếu là ăn khó nhất là cơm tấm. Wow. Cơm tấm đường một chiều Nguyễn Viết Anh. Nguyễn Viết Anh. Thứ hai là nó thích bánh cuốn ở nhà hát Bình đường bán hai Thiên Hương. Thiên Hương em biết luôn, hai quán đó là mối quen. Mà chị Phụng là món gì anh? Không, đến lần hệ là cái món gì ở đường Võ Toàn mà bột chiên. Bột chiên, bột chiên đặc hành. Khoái mấy cái món là lạ. Như mì, rồi hủ tiếu. Khoái Việt Nam. Anh ở bên đây. Anh có nhớ bên kia không? Hồi xưa thì nó chưa có công nghệ nhớ, chứ bây giờ nó ngày nào cũng nói chuyện điện thoại hết. Dạ. Đỡ lắm. Nhiều khi giờ tối nói chuyện điện thoại là bên đó là coi như là bạn Phụng là dậy đi làm đó, cũng như là 11-12 giờ là mình đây 11-12 giờ trước khi ngủ gọi điện thoại cá. Còn sáng á thì mình dậy á, có nhiều khi dậy sớm thì ra uống cà phê ở đâu ai đó, hay công việc gì á, xong rồi đến ở bên đó là 10-11 giờ là gọi điện thoại gọi qua lại liên tục hả. Để anh Cường có tâm sự với em là tương lai là lo cho Nhật Thịnh xong á là hai vợ chồng là sẽ quy về một mối. Đúng rồi, về đây. Là về đây. Tại vì chị Phụng cũng thích cuộc sống ở đây mà anh Cường cũng thích cuộc sống ở đây. Đúng rồi. Đây nói chung là mình nhiều khi ta nói cứ đứng núi này trong núi nọ, nhìn đâu cho xa, đi tìm tự do, chứ thực chất ở gần mình thấy. Đúng không? Ở sát bên á, mình ở đây quá tự do, sung sướng. Muốn làm muốn nghỉ nhiều khi muốn ăn gì là ăn luôn. Bên Mỹ nó thiệt chứ, sướng thiệt, không khí nó sướng thiệt, làm ra tiền sướng thiệt, cái gì nó cũng sướng thiệt. Nó mà bị sao bởi vì con người mình hay cuốn hút hay đồng tiền. Cứ một giờ mà làm được 19-20 đô tính ra tiền Việt Nam nó là 400 ngàn một ngày, làm được tới 5-7 triệu. Rồi sướng quá, thôi nay lưng làm quá đi, hồi làm 8 tiếng đến 12 tiếng làm riết, nhiều khi ngã bệnh xuống rồi, số tiền đâu xài được. Bệnh xuống rồi không có xài được gì cả. Thấy không? Nhiều khi hãy nghĩ là làm ít thôi để cho cái thân mình nó còn khỏe, nó hưởng thụ nữa, cho được đi chơi đi du lịch. Cuộc sống của anh Cường bây giờ là hưởng thụ được rồi. Đúng rồi. Em bé là 20 mấy tuổi rồi. Đúng không anh? 20 rồi. 20 tuổi rồi. Thật ra đó Ngọc Lan với quý vị khán giả, nếu như mà chúng ta có Facebook của Võ Nhật Cường, tức là của anh Nhật Cường đó, thì chúng ta vào xem Facebook của anh Cường thì lúc nào các bạn cũng thấy là anh Cường là một người rất là hồn nhiên, là một người rất là dí dỏm, và đồng thời là anh luôn chia sẻ rất là nhiều những cái điều rất là tích cực, vui không à. Thậm chí là đi đó đi đây rồi đi khắp nơi, hầu như là anh là trong vàng nghệ sĩ, anh là người đi du lịch nhiều nhất luôn anh Cường. Em cảm nhận được điều đó. Với lại hồi nãy anh có nói đó là sau dịch một cái đó là anh đi 36 tiểu bang, đúng không? Đó là một cái điều mà em cam đoan luôn, là chưa có nghệ sĩ nào mà lại chịu đi, như là chịu đi đó, là khắp nơi chịu đi chứ không phải là nói về kinh tế nữa, không phải là chịu đi. Nhưng mà mỗi khi mà anh đi du lịch á, em thấy anh đi có một mình đó, anh không có vợ con đi theo. Vậy thì những cái chuyến đi đó của anh á, anh có cảm thấy rằng là nó thật sự là có giá trị và nó có ý nghĩa không? Nó như thế này, khi nào mình đi diễn á, dạ, thì mình đi mình, dạ, sẵn vừa diễn vừa kết hợp. Dạ. Ví dụ như mà đi du lịch thật sự luôn luôn là phải có. Phải có gia đình. À, nhà đó, gia đình. Dạ. Vừa rồi anh đi là anh đi diễn mà, vừa diễn vừa đi du lịch. Không, cho nên là anh phải hỏi để anh Nhật Cường hôm nay rảnh mới nói ra được cái điều đó. Chứ thật ra là nếu mà mình coi trên TV, coi trên Facebook á, mình đi thấy anh. Tại vì anh ít khi show ra, có nghĩa là những cái chuyến đi mà anh ít show ra những cái show diễn. Đó. Thành ra nhiều khán giả cứ nghĩ là anh đi mình, bỏ vợ con nhà. Còn một điều này nữa là không bao giờ anh thấy anh Cường buồn chứ anh Cường. Hả? Cái đúng không? Không bao giờ thấy anh Cường buồn hết á. Bây giờ mình buồn cũng đâu giải quyết được vấn đề gì. Cho nên bây đây đúng em là... biết anh nói điều đó, nhưng mà em muốn hỏi anh nhân đây em hỏi luôn. Tại vì ít bao giờ mà hai anh em mình tâm sự với nhau. Đó thì em muốn hỏi anh cái điều gì